Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống sẽ đề cập tới vấn đề ứng xử thế nào với văn hóa mời cưới thời 4.0. Mời cưới thế nào để vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống lại văn minh, trang trọng. Mục Chuyện làng quê là câu chuyện về những người trẻ gìn giữ và phát huy nghề chạm bạc truyền thống của cha ông ở xã Phù Ủng, huyện Ân Thi. Cuối chương trình, mục Nét đẹp xuân nhãn là mô hình trò chơi dân gian tại trường trung học cơ sở Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết. Từ xa xưa, ông cha ta đã có câu, tậu trâu lấy vợ làm nhà, để thấy rằng việc cưới hỏi là việc trọng đại trong cuộc đời mỗi người. Bởi thế mà các bước chuẩn bị cho đám cưới rất chu đáo và trang trọng, và mời cưới cũng không ngoại lệ. Song hiện nay, nhiều cặp đôi mời cưới theo những cách rất khác nhau, thay vì tấm thiệp hồng là những cuộc điện thoại, tin nhắn hay qua mạng xã hội. Với không ít người thì cách mời cưới như vậy là thiếu trang trọng, coi thường người được mời. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng đó là sự sáng tạo của tuổi trẻ, vừa nhanh vừa tiện lợi và thời đại 4.0 thì phải như thế. Vậy câu chuyện này nên được nhìn nhận như thế nào? Mời cưới thời 4.0 làm sao để có văn minh, văn hóa là nội dung sẽ có trong mục Muôn mặt đời sống ngay sau đây. Hình ảnh này được đăng tải lên mạng xã hội cách đây không lâu. Cô dâu buồn bã, gục xuống bàn vì đám cưới diễn ra nhưng chỉ có đúng 3 người bạn tới dự, số ít gửi phong bì mừng cưới. Lý do là vì cô dâu đã mời cưới online theo cách này. Một thông báo được đăng lên trang mạng xã hội cá nhân Facebook và tag tên những người bạn của mình. Các bạn ơi, sáng mai thứ bảy, 9 giờ sáng tớ hỏi, mời các bạn đến nhà tớ chơi, ăn cỗ, chiều lấy sức bưng mâm tiếp khách hộ tớ. Sáng chủ nhật cũng qua sớm để chuẩn bị hộ tớ nhé. Xin lỗi các bạn vì tớ hơi bận, không mời riêng từng người được. Mong U96 thông cảm. Sau dòng thông báo này, cô dâu lại tiếp tục đăng status lên mạng xã hội mang tính chất gọi bạn bè đến. Đến đi các bạn ơi, như thể đây chỉ là một cuộc hẹn hò bình thường. Thì em nghĩ là khi mà bạn ấy up status lên thì em nghĩ là bạn ấy cũng đã chuẩn bị cái tinh thần là sẽ ít người đến rồi. Còn nếu mà những người mà bạn ấy thực sự trân trọng thì bạn ấy sẽ mời riêng, hoặc là bạn ấy sẽ có những lời mời trân trọng hơn với những người đấy. Còn nếu mà em cũng được tác trong cái trường hợp để mời như thế thì em cũng cảm thấy là mình có thể đi hoặc là không đi. Còn nếu mà bạn ấy thực sự mà muốn đến và muốn mình có mặt đám cưới thì bạn ấy sẽ nhắn tin hoặc là liên lạc riêng cho mình. Vâng, trong nhịp sống hiện đại ngày nay, mối quan hệ bạn bè nhiều mà thời gian thì lại ít. Nhưng vì thế mà mời cưới theo cách này thì vắng khách cũng là điều dễ hiểu. Thưa quý vị, theo phong tục cưới hỏi của vùng đồng bằng sông Hồng thì việc mời cưới chứa đựng trong đó những giá trị văn hóa, cách đối nhân xử thế đầy tinh tế của ông bà ta. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Đào Quang Lâm ở xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động đã có nhiều năm sưu tầm các tư liệu về phong tục cưới hỏi ở Hưng Yên và vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Phong tục là những thứ được lưu truyền ngàn đời, dẫu hình thức có khác nhau nhưng giá trị cốt lõi thì không bao giờ thay đổi. Phải là người có chức và có tuổi tác trong gia đình thay mặt cho gia đình đi mời, đến tận nhà mà, nhưng mà đồng thời là cũng rất là lịch sự và khiêm tốn, là nhân cái ngày lễ thành hôn của hai cháu xin mời bác, mời ông, mời bà chẳng hạn đến xơi nâng cơm muối với gia đình. Cơm muối chính là cơm gà cá gỡ, nhưng vì người ta không muốn nói sang trọng, người ta phải nói nâng cơm muối. Nếu mà con cháu trong gia đình, trong gia tộc thì trước hết là phải mời cái vị chủ chi trưởng hoặc là các cụ cao tuổi nhất trong họ, trong nhà mình, trong dòng họ mình, thì cái ấy mới là phải đạo, phải phép. Còn nếu không thì các cụ được mời vẫn cho là cái nhà ấy nó cưới con nhưng nó vô phép, thì một là sẽ mắng cho một trận, hai là các cụ sẽ không đến. Mời cưới là một trong những bước để đám cưới được diễn ra đầm ấm, vui vẻ. Trong việc mời cưới còn thể hiện văn hóa ứng xử của người Việt, là cách đối nhân xử thế. Phải làm sao để người được mời cảm thấy mình được trân trọng bởi lời mời cao hơn mâm cỗ. Riêng về chuyện nghi lễ
giữa con người với con người trong cái chuyện dỗ chạc, trong cái chuyện cưới xin, thì nó có câu là lời chào cao hơn mông cổ. Người ta có thể rằng là tự ái cái gì đó, cổ làm to đến mấy thứ người ta không đến vì lời chào không đáp ứng. Ngày nay, đời sống kinh tế phát triển hơn, người ta lại càng chú ý tới những giá trị tinh thần. Giàu thôi chưa đủ mà còn phải sang, phải trang trọng. Vậy làm sao để mời cưới trong thời đại công nghệ 4.0, văn minh và văn hóa? Cặp vợ chồng trẻ này ở phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, họ mới cưới nhau 2 năm trước. Đó là một ngày trọng đại và hạnh phúc thật trọn vẹn khi cô dâu, chú rể nhận được những lời chúc phúc từ đông đủ gia đình, người thân, bạn bè. Dù có những người bạn ở cách xa cả 100 km vẫn không quản ngại đường xa. Có một số bạn bè ở xa thì em cũng có gửi thiệp mời qua đường bưu điện. Mọi người bất ngờ luôn anh ạ. Bởi vì không nghĩ là thường thì một số trường hợp thì gọi điện không thôi, nhưng mà đây lại còn có cả thiệp mời gửi đến tận tay. Như thế thì mọi người trân trọng và đợt cưới em là các bạn cũng có mặt đầy đủ. Còn cô gái này là Phạm Thu Trang ở phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên. Ngày phát sóng phóng sự này cũng chính là ngày diễn ra đám hỏi của Trang. Hôm nay, Trang tranh thủ hết giờ làm, hẹn hò với hội bạn thân. Thiệp hồng trao tay, lời mời cưới trực tiếp là ưu tiên số 1 của Trang. Nếu mà ai trao được thiệp thì mình vẫn ưu tiên là trao thiệp cho họ để thể hiện sự chân thành. Còn không, nếu mà có những người ở xa thì mình có thể sử dụng đến công nghệ mạng xã hội như là điện thoại với cả là Facebook hoặc Zalo. Ví dụ như là sau một thời gian mình không gặp nhau thì mình có thể mời cưới, thì mình có thể hỏi thăm sức khỏe. Và sau đó thì mình thông tin đến nhau những cái cuộc sống của nhau để mà sau đó thì mình có thể trao cái lời mời của mình. Xã hội hiện nay, mối quan hệ của nhiều người đã vượt qua phạm vi một xã, thậm chí một tỉnh. Vì thế, việc mời cưới qua các thiết bị ứng dụng công nghệ là xu hướng hiện nay, thậm chí có hẳn dịch vụ thiệp cưới online. Cái sự biến đổi ấy là nó không phải là con người ta giảm cái lòng trân trọng ấy, mà đấy là nó do phương tiện hiện đại, và nó cũng để cho con người ta có những cái gì cởi mở hơn với nhau hơn và gắn bó tình cảm giữa hai gia đình, giữa hai bạn bè. Thì tôi cho cái cách ấy là cái sự đổi mới mà chúng ta phải ghi nhận cái sự đối xử hiện đại của lớp trẻ bây giờ. Hình thức mời cưới thời nay đã khác xưa. Điều đó một phần thể hiện sự phát triển của xã hội. Người ta cũng không quá câu lệ về hình thức, nhưng về bản chất thì mời cưới bằng cách nào vẫn phải giữ được những giá trị văn hóa truyền thống, thể hiện cách cư xử văn minh, làm sao để người được mời cảm thấy sự trân trọng trong đó. Thưa quý vị và các bạn, nghề chạm bạc ở thôn Huệ Lai, xã Phụ Ủng, huyện Ân Thi được Ủy ban dân tỉnh Hưng Yên công nhận làng nghề năm 2005. Những năm qua, làng nghề phát triển mạnh, góp phần nâng cao thu nhập hộ gia đình tại địa phương. Trong đó, thế hệ trẻ của làng nghề đang là lực lượng chủ lực để tiếp nối, gìn giữ và phát triển nghề truyền thống của quê hương. Vợ chồng anh Bùi Văn Tài và chị Phạm Thị Quyên, cùng sinh năm 1989, là thế hệ thợ trẻ đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề chạm bạc truyền thống của làng nghề. Cả hai anh chị đều học chạm bạc từ nhỏ do ông bà, bố mẹ truyền dạy. Đến khi xây dựng gia đình với nhau, anh Tài, chị Quyên quyết tâm mở cơ sở sản xuất riêng nhằm phát huy nghề chạm bạc của địa phương và phát triển kinh tế hộ gia đình. Mới bắt đầu phát triển thì cũng khó khăn lắm, bởi vì cái này làm cái nghề này thì nó cái vốn đầu tư nó nhiều, cố gắng rất là nhiều thì mới có thể là làm nghề được. Sau này thì mình cũng sẽ phải là phát triển cho nó rộng rãi hơn và làm sẽ nhiều mặt hàng hơn. Cơ sở của vợ chồng anh Tài, chị Quyên chuyên sản xuất dây chuyền bạc để xuất bán cho các cửa hàng đồ trang sức ở trong và ngoài tỉnh Hưng Yên. Anh chị đều có tay nghề cao, cộng với đức tính cần cù, chịu khó, tích cực đa dạng mẫu mã sản phẩm. Cho nên, gia đình có nguồn thu nhập ổn định từ làm nghề, qua đó có thêm động lực để giữ và phát triển nghề. Mình muốn là theo cái nghề này là muốn giữ nghề, và nghề này nói chung là nó cũng không phụ thuộc mình đi các công ty ấy. Mình được tự do hơn. Hiện nay là nghề chạm bạc Huệ Lai có hơn 200 gia đình làm nghề, với tổng số 400 lao động địa phương làm nghề, trong đó số người trẻ chiếm 3/4, đa số là cha truyền con nối.
các hộ sản xuất đều có thu nhập ổn định. Lớp thợ đã nhiều tuổi có xu hướng chuyển lại cho con cháu mình để giữ nghề cũng như tận dụng sức trẻ để phát triển làng nghề, bởi lực lượng lao động trẻ nhanh nhạy với thị trường và tận dụng được công nghệ thông tin để bán sản phẩm và quảng bá làng nghề. Nhiều thanh niên trong làng như anh Nguyễn Văn Tân từng đi làm ăn xa nhưng nay trở về quê hương để tiếp nối nghề truyền thống của ông cha mình. Sau khi đi Đài Loan mấy năm về thì gia đình có cái nghề truyền thống lâu năm ấy, thì em về thì chú truyền cho một ít kinh nghiệm với cả công việc. Bây giờ em muốn là theo nghề. Hiện tại thì công việc bán hàng online ở trên các mạng trang mạng xã hội thì rất phát triển. Nên em sẽ dựa vào cái đấy để phát triển thêm với cả để tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng hơn, có thể phát triển làng nghề sâu rộng hơn. Cái nghề của chúng tôi hiện nay là đòi hỏi các cháu trẻ tinh mắt, đồng thời cũng kết hợp với việc các cháu cũng là trẻ nên lớn lên thì mạnh dạn dám đầu tư các máy móc hiện đại. Chúng tôi rất quan tâm đến các lớp trẻ để tạo điều kiện cho các cháu làm sao mà yêu nghề hơn, để giữ lại các cháu mà không đi nơi khác mà lao động trực tiếp trên quê hương mình, có thu nhập cao, góp phần xây dựng kinh tế của gia đình và cũng là kinh tế của quê hương. Sản phẩm của làng nghề Chạm Bạc Huệ Lai đã được Cục Sở hữu Trí tuệ công nhận nhãn hiệu tập thể với các đồ trang sức bằng bạc như dây chuyền, lắc tay, nhẫn. Có thể nói lực lượng lao động trẻ đã góp phần tạo nên thương hiệu làng nghề, để nghề chạm bạc ở thôn Huệ Lai ngày càng phát triển vươn xa. Từ hơn một năm nay, sân chơi dân gian tại trường trung học cơ sở Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ đã trở thành địa điểm vui chơi quen thuộc của nhiều em học sinh. Đây là phương pháp giáo dục hiệu quả, góp phần bồi đắp giá trị truyền thống cho các em. Hình ảnh này đã rất quen thuộc sau mỗi giờ ra chơi của học sinh trường trung học cơ sở Hưng Đạo. Những trò chơi dân gian tưởng chừng như đã bị mai một như ô ăn quan, nhảy lò cò lại được tái hiện dưới góc sân trường. Trước khi có những trò chơi dân gian này thì em thường chỉ xem điện thoại hoặc là chú ý vào những đồ điện tử thôi. Nhưng mà có những trò chơi dân gian này rồi thì lúc đầu em chỉ định chơi thử, nhưng mà về sau chơi thì em lại cảm thấy là nó càng vui vẻ và hấp dẫn. Thời gian dân gian đã trở thành một cái thói quen, khi nào ra chơi cũng ra chơi như này. Em thích nhất là trò chơi trò thể ô, ngoài ra em còn thích chơi trò ô ăn quan nữa. Với mong muốn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, món quà tinh thần gắn liền với tuổi thơ, thầy giáo Phạm Ngọc An, tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đã xây dựng ý tưởng đưa trò chơi dân gian vào trường học và nhận được sự đồng tình ủng hộ của ban giám hiệu. Hiện tại trên sân trường đã kẻ vẽ được 12 điểm chơi với 2 ô nhảy lò cò, 3 ô ăn quan, 2 ô cờ vua, thu hút đông đảo học sinh trong những giờ ra chơi. Trò chơi dân gian thì là những cái trò chơi mà rất dễ triển khai, cũng như là các cháu nó sẽ rất là gần gũi khi mà tham gia. Có những học sinh ban đầu còn rất là ngại ngần, nhưng mà khi mà thấy các bạn tham gia thì rất là vui, thì dần dần các cháu cũng tham gia. Các em tỏ ra một cái không khí rất là hào hứng, rất là phấn khởi, tiếng cười khắp sân trường suốt cả giờ chơi. Thì cái đấy cũng là cái động lực để chúng tôi làm tiếp những cái mô hình tiếp theo của sân chơi dân gian sẽ còn phát triển nữa. Có điện tử, có các trò chơi khác cho nên là cái trò chơi dân gian dần dần đã bị mai một. Nhưng thời gian gần đây thì các trường và đặc biệt là trường trung học cơ sở Hưng Đạo đã xây dựng cái sân chơi trò chơi dân gian để nhằm giúp học sinh là rèn luyện và phát triển nhân cách. Qua đó thì giáo dục các em giữ gìn và phát huy cái bản sắc dân tộc của Việt Nam. Thời gian tới nhà trường sẽ mở rộng thêm các trò chơi dân gian khác như là chơi chuyền hoặc là trò chơi bao bố để cho các em có cơ hội được tiếp cận hơn với những trò chơi dân gian, với văn hóa truyền thống của dân tộc. Việc đưa các trò chơi dân gian vào trường học không chỉ tạo ra môi trường học tập thân thiện, gần gũi cho học sinh mà còn góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa giữa thời đại công nghệ số. Hy vọng hoạt động này của trường trung học cơ sở Hưng Đạo sẽ mang lại những tín hiệu tốt trong công tác bảo vệ và gìn giữ các giá trị văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.